chết có thực sự là hết? Đây là một vấn đề tương đối thú vị, mà đáp án của vấn đề theo các mốc thời gian khác nhau cũng sẽ thay đổi. Từ xa xưa, con người luôn tin rằng chết tuyệt đối không phải là kết thúc. Con người sau khi chết, linh hồn sẽ rời khỏi thân thể, tiến sang thế giới bên kia. Mãi cho đến 1-200 năm gần đây, con người bắt đầu phủ nhận sự tồn tại của linh hồn. Suy cho cùng, trong thời đại mà khoa học ngày càng được xem trọng, con người vẫn chưa tìm thấy được chứng cứ xác thực về sự tồn tại của linh hồn và thế giới sau khi chết. Nhưng đồng thời cho đến nay, khoa học cũng chưa chứng minh được những thứ này không tồn tại. Năm 1975, một vị bác sĩ người Mỹ, Raymond A. Moody Jr., lần đầu tiên đưa ra thuật ngữ trải nghiệm cận tử, Near Death Experience. Căn cứ vào nghiên cứu nhiều năm của ông, cứ mỗi 100 bệnh nhân được cấp cứu thành công thì có đến 15% trong số đó có trải nghiệm cận tử. Điểm tương đồng hay gặp nhất là họ đều nhắc đến việc bản thân mình bay lên từ thân xác và còn chứng kiến quá trình cấp cứu của chính mình. Có người thậm chí còn miêu tả đã gặp người thân đã mất, hoặc là nhìn thấy một đường hầm sáng, thậm chí còn miêu tả chi tiết thế giới sau khi chết đi là như thế nào. Và Denon Brinkley là một trường hợp đặc biệt nhất trong các trường hợp nghiên cứu của bác sĩ Raymond, bởi vì anh ấy đã từng chết 3 lần và rồi 3 lần đều sống lại. Trong đó có một lần, Denon thậm chí đã chết 28 phút. Cũng có thể do Denon từng chết nhiều lần nên sự miêu tả của anh ấy về thế giới sau khi chết đều nhiều hơn người khác. Điều quan trọng nhất là sau lần chết đầu tiên, anh ấy đã mang về từ thế giới đó 117 dự ngôn và 95 trên 117 dự ngôn đã thành sự thật. Vậy còn 22 dự ngôn còn lại rốt cuộc có trở thành sự thật hay không đây? Hôm nay chúng ta hãy cùng nói về trải nghiệm cận tử của Denon Brinkley. Xin chào các bạn, mình là Miss Ruby. Denon Brinkley sinh ra tại một thị trấn hẻo lánh ở miền nam nước Mỹ. Từ nhỏ, Denon đã là một cậu bé vô cùng nghịch ngợm, luôn thích trêu chọc bạn bè, có lúc còn bày trò trêu đùa những con động vật nhỏ. Năm 1975, Denon lúc này đã 25 tuổi, nhưng tính cách thì không theo tuổi lớn lên được bao nhiêu. Ở thời đại đó, hai từ nổi loạn là một loại rất thịnh hành, và Denon vẫn luôn đi đầu trào lưu. Cho đến ngày 17 tháng 9 cùng năm đó, một cuộc điện thoại đã thay đổi cả cuộc đời của anh ấy. Tối hôm đó, một cơn bão chết người đổ xô về phía nam Carolina, Hoa Kỳ. Với tình hình thời tiết như vậy, Denon cùng bạn gái quyết định sẽ ngoan ngoãn ở trong nhà. Lúc đó, một cuộc điện thoại đột nhiên vang lên. Hóa ra, chính là Thomas M. Hall, người bạn thân nhất của Denon gọi đến. Không ngờ rằng đúng lúc hai người đang nói chuyện sôi nổi nhất, một tia sét đánh thẳng vào cửa nhà Denon, đồng thời với tốc độ cực nhanh, theo đường dây điện thoại đến thẳng trán của Denon. Trong vòng chưa đầy 2 giây, Denon nghe thấy một âm thanh đến ù cả hai tai vang lên. Ngay sau đó, anh ấy bị bắn lên không trung. Trong một khoảnh khắc, anh ấy cảm thấy thời gian trở nên chậm lại. Và theo cùng anh, chỉ có nỗi đau đớn khó miêu tả được bằng lời. Anh ấy thậm chí có thể cảm nhận thấy cơ thể mình như bị một năng lượng nào đó đốt cháy từ trong ra đến ngoài. Nhưng anh ấy lại không thể kêu lên được, thậm chí còn không thể cử động được. Thế nhưng, loại đau đớn này cũng không kéo dài bao lâu, bỗng nhiên không còn đau nữa. Ngay sau đó, anh ấy phát hiện trên sàn nhà mình có một người nằm đó, mà bạn gái của anh lại đang nhìn người đó mà hét lên. Giờ anh ấy mới tỉnh ra, người đang nằm kia chính là bạn thân mình. Có thể do đã phát giác có chuyện gì không ổn xảy ra, người bạn lúc nãy nói chuyện với Denon, Thomas cũng vội đến. Do lúc đó Denon đã không còn hơi thở nữa, nên hai người đã lập tức tiến hành hô hấp nhân tạo cho anh ấy, đồng thời cấp tốc đưa Denon đến bệnh viện. Nhưng thông qua bác sĩ cấp cứu, Denon vẫn không thể phục hồi dấu hiệu sự sống. Cuối cùng, bác sĩ chỉ có thể tuyên bố cấp cứu không có hiệu lực. Nhưng sau khi bác sĩ tuyên bố Denon tử vong, thì 28 phút sau đó, Denon lại được Thomas phát hiện vẫn còn sống trong nhà xác.
Theo Denon kể lại, khi anh ấy bay lơ lửng trên thân xác của mình, anh không còn cảm thấy bất cứ nỗi đau đớn nào cả. Nhưng điều này không có nghĩa là anh ấy không còn bất cứ nhận thức, giác quan nào cả. Mà trên thực tế, ngoài cảm giác đau đớn không có nữa, thì những cảm quan còn lại đều được khuếch đại lên. Ví dụ, khi anh ấy nhìn chằm chằm vào bạn gái đang ở phía dưới kia, anh ấy cũng có thể cảm nhận được một cách rõ rệt nỗi sợ của cô ấy. Và ngoài việc trải nghiệm được cảm giác của bạn gái, anh ấy còn chú ý thấy mọi đồ vật trong cả căn phòng đó dường như đang phát ra màu sắc sống động đến lạ thường, cứ như thể là chúng cũng có sinh mệnh vậy. Ngoài thị giác thì thính giác cũng trở nên rất nhạy bén. Anh ấy còn có thể nghe thấy chương trình TV mà bố mẹ mình đang xem ở nơi cách xa hơn 10 km. Tennant nói: "Trước kia tôi là một người theo thuyết vô thần. Tôi không hề tin linh hồn có tồn tại, càng không cho rằng ngoài thế giới này còn có một thế giới mà mắt thường không nhìn thấy được. Thế nên khi tôi nhìn thấy linh hồn bay lơ lửng khỏi thể xác, tôi đã rất ngạc nhiên nhưng lại không thấy lo lắng sợ hãi gì cả. Ngược lại, cảm thấy rất bình tĩnh. Và rồi không biết bao lâu sau, xe cấp cứu cuối cùng cũng đến. Nhưng đúng lúc xe cấp cứu vừa đến nơi, tôi phát hiện một đường hầm đang được hình thành, đồng thời không ngừng tiến gần hơn về phía tôi, cho đến cuối cùng bao trọn cả người tôi lại. Đây là một đường hầm rất u ám, nhưng có ánh sáng phía cuối đường. Khá khó khăn, tôi mới bay ra khỏi được đường hầm đó. Và rồi tôi phát hiện mình đã đến một thế giới vô cùng tươi sáng, rực rỡ. Thế giới này có một đồng cỏ rộng lớn. Trên đồng cỏ này có rất nhiều người ở đó. Tuổi tác của những người này đều không giống nhau. Nhưng cho dù là ở độ tuổi nào, thì tôi đều có thể cảm thấy được họ vô cùng mãn nguyện, vui vẻ sống tại nơi đây. Một điều rất đáng chú ý là thế giới này không phải là một thế giới đơn tầng. Bên phía dưới chân tôi đây lại là một thế giới khác. Nơi đó cũng có rất nhiều người sinh sống. Dù họ cũng phát ra ánh sáng, nhưng ánh sáng ở đó phát ra cực kỳ chậm. Khi tôi nhìn họ thì ánh sáng trên cơ thể tôi cũng sẽ giảm. Và thứ cảm giác này rất không thoải mái. Và vì thế tôi lập tức chuyển tầm nhìn của mình sang chỗ khác. Tiếp sau đó tôi lại phát hiện phía bên trên mình cũng tồn tại một thế giới khác nữa, và họ còn phát ra ánh sáng mạnh hơn cả tôi. Và cũng như thế, tôi cũng không thể nào nhìn thẳng vào họ. Thế nên tôi quyết định chuyển tầm nhìn trở về thế giới nơi mình đang ở. Và rồi phát hiện, không biết từ lúc nào, bên cạnh tôi lại có một cái bóng màu bạc đứng ngay đó. Denon nói, cái bóng màu bạc này có viền giống như sợi bạc vậy. Ông có thể phát ra sự ấm áp và một loại cảm giác vô cùng thân thuộc, cứ giống như chúng tôi đã quen nhau rất lâu rồi. Vì thế, tôi dự định mở miệng hỏi ông ấy. Nhưng không ngờ, tôi còn chưa kịp hỏi, ông đã ôm trọn lấy tôi. Rồi với tốc độ cực nhanh, đưa tôi bay trở lại. Vừa bay, vừa hồi nhớ lại cuộc đời của mình. Tôi đã nhìn thấy mùa hè năm ngoái, mình cùng bạn gái từng đến khu vui chơi. Còn nhìn thấy tôi ngày tốt nghiệp đại học, tôi ngày tốt nghiệp cấp 3. Và cuối cùng, chúng tôi đến thời tiểu học, còn gặp cậu bạn học của tôi, Jackson. Tôi nhớ hồi còn nhỏ, tôi rất thích trêu ghẹo cậu ấy. Thường hay hùa với các bạn khác, nhân lúc thầy giáo không ở đó, đem đồ của cậu ấy như sách vở, bút vứt vào thùng rác. Có lúc thậm chí còn ra tay đánh cậu ấy. Tôi nghe thấy rất nhiều tiếng cười vọng đến xung quanh mình. Tiếp theo đó, tôi nhìn thấy Jackson từ tiểu học tốt nghiệp lên trung học. Nhưng ở trung học, cậu ấy vẫn tiếp tục bị bắt nạt. Và rồi có một ngày, cậu ấy đợi đúng lúc mọi người nghỉ trưa, mon men lên tầng thượng. Và từ đó, không bao giờ phải chịu bắt nạt nữa. Lúc này, Denon cuối cùng mới hiểu ra rằng, mỗi một việc mình làm đều sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh. Và cho dù sau sự việc đó, bạn có hối hận đến mức nào, những việc đã qua cũng đã xảy ra rồi. Mà cuối cùng, sẽ có một ngày bạn cũng phải trải nghiệm tất cả mọi thứ mình đã từng làm. Sau khi hồi nhớ lại cuộc đời của mình, Denon cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Mặc dù anh ấy cũng từng làm rất nhiều việc tốt, nhưng anh ấy cảm thấy rất hối hận về những việc xấu mình đã làm. Ngay chính lúc anh ấy dường như sắp sụp đổ, thì quang linh thể phát sáng đứng bên cạnh anh ấy đột nhiên dang rộng và ôm Denon vào lòng. Và rồi, một tình yêu ấm áp về quanh Denon khiến cho anh ấy không còn băn khoăn nữa.
Rồi không lâu sau, anh ấy và linh thể phát sáng kia bắt đầu di chuyển lên trên, cho đến khi họ đến một vương quốc phát ra ánh sáng màu tím nhạt mới dừng lại. Theo như Denon kể lại, vương quốc này không giống với thế giới lúc nãy. Ngay ở chính giữa vương quốc có một thánh thị được xây dựng bằng pha lê. Tôi theo linh thể phát sáng tiến đến một kiến trúc lớn nhất. Bề ngoài của nó hơi giống một nhà thờ. Sau khi tiến vào đó, quang linh mà theo sát bên tôi đột nhiên biến mất. Chính lúc tôi cảm thấy đơn độc, thì ở phía trước giáo đường kia đột nhiên xuất hiện 13 vị quang linh. Khác với quang linh lúc nãy ở chỗ, 13 vị trước mặt Denon lúc này đều phát ra một loại ánh sáng xanh dương đậm. Một loại trực giác nói với Denon rằng đây có thể là những vị quang linh cao nhất trên thế giới này. Tiếp sau đó, những linh thể phát sáng này bắt đầu truyền thụ kiến thức cho Denon. Theo lời kể của Denon, truyền đạt tri thức không cần sách vở, cũng không cần ngôn ngữ, chỉ cần đưa ra vấn đề trong tâm mình thì sẽ nhận được đáp án. Điều đáng chú ý là Denon chưa bao giờ từng công khai về việc đã nhận được những tri thức như thế nào từ 13 vị linh thể phát sáng kia. Anh ấy chỉ nói rằng sau khi học xong tri thức, 13 vị quang linh này đột nhiên từng người đến gần Denon, đồng thời triển hiện cho anh ấy thấy 13 chiếc hộp. Mà mỗi chiếc hộp mở ra đều hiện lên một số hình ảnh khác nhau. Lúc đó, anh ấy vốn không hiểu những cảnh tượng này mang ý nghĩa gì. Cho đến năm thứ 3, sau khi tái sinh trở lại, năm 1978, anh ấy mới phát hiện những cảnh tượng này hóa ra lại là những việc sẽ xảy ra trong tương lai. Ngày 24 tháng 1 năm 1978, từ trên bầu trời Canada bỗng xuất hiện quả đèn lửa đỏ rực. Không lâu sau, một tiếng nổ dữ dội đã làm tỉnh hẳn những người dân vốn đang say giấc nồng. Sáng sớm hôm sau, người dân địa phương mới được biết, đêm hôm qua, một vệ tinh do thám của Liên Xô Cosmos 954 đã mất kiểm soát và rơi xuống lãnh thổ Canada. Do chiếc vệ tinh này dùng năng lượng hạt nhân làm nguồn năng lượng, nên khi mà vệ tinh rơi xuống, mọi người đều vô cùng chấn động. Nhưng chắc có lẽ không ai chấn động bằng Denon. Bởi vì từ 3 năm trước, trong lần trải nghiệm cận tử, anh ấy đã nhìn thấy hình ảnh bản tin về sự kiện sự cố vệ tinh này từ chiếc hộp đèn của 13 vị quang linh kia. Có thể có bạn sẽ nghĩ làm sao xác định được rằng Denon đã nhìn thấy những cảnh tượng này từ trước khi sự việc xảy ra chứ. Liên quan đến điểm này, bạn thân của Denon đã từng đứng ra nói rằng Denon first made it started making his predictions as he was convalescing. He was talking about Wormwood, which became Chernobyl. And he was talking about the food lines in Russia, about their starving. And it was just a lot of predictions that, you know, I didn't pay that much attention to him at the time. Không chỉ có bạn của Denon đứng ra làm chứng, ngay cả đến chuyên gia nghiên cứu trải nghiệm cận tử nổi tiếng, bác sĩ Raymond mà lúc nãy chúng ta có nhắc đến, cũng đứng ra làm chứng rằng từ năm 1976, Denon sớm đã nói với bác sĩ Raymond rằng Liên Xô sẽ giải thể vào khoảng những năm 1990. Không chỉ có thể tiên tri tương lai, Denon sau khi từ cõi chết trở về dường như còn có khả năng ngoại cảm phá án. Ngày 12 tháng 8 năm 1993, một cặp vợ chồng tại bang Montana, Mỹ, John và Nancy Bosco được phát hiện nằm trong nhà với nhiều phát súng bắn trúng người và đã không còn dấu hiệu sự sống từ lâu. Sự việc này lúc đó đã thu hút sự chú ý rất lớn. Phía cảnh sát cũng đầu tư nhiều nguồn lực cho cuộc điều tra, nhưng đã 2 tháng trôi qua vẫn chưa tìm ra được hung thủ. Cho đến 2 tháng sau đó, mẹ của John, nạn nhân vụ án, đã tìm đến Denon, hy vọng anh ấy có thể giúp tìm ra hung thủ. This is a kid. This is a slight build kid with black hair. This is someone who knows John. He knew the layout of this house. He's away at college. In the very early part of December, this little kid will be caught and he's in a college somewhere out west. Không biết mọi người có chú ý thấy lúc đó mẹ của John khi nghe những dự đoán của Denon thì không ngừng lắc đầu. Đây là do bà ấy không hề tin rằng hung thủ giết John lại là một sinh viên. Bà ấy cho rằng Denon rõ ràng là một nhà ngoại cảm lừa đảo. Nhưng kết quả cho thấy, ngày 7 tháng 12, phía cảnh sát thực sự đã tìm thấy hung thủ tại trường đại học George Fox University nằm ở bang Oregon phía Tây Hoa Kỳ.
Theo thống kê, cho đến nay trong 117 dự ngôn mà Denon đưa ra thì đã có đến 95 sự việc đã xảy ra, bao gồm sự cố hạt nhân mà lúc nãy chúng ta có nhắc đến, Liên Xô giải thể, cuộc bầu cử Tổng thống thứ 40 của Hoa Kỳ Ronald Reagan sẽ đắc cử, dầu mỏ sẽ bị dùng làm vũ khí kiểm soát kinh tế, và năm 1990 sẽ diễn ra cuộc chiến tranh vùng vịnh. Và trong các dự ngôn còn lại chưa xảy ra, có đại hồng thủy, đại thế chiến thứ 3, Pháp sẽ bị tấn công bởi vũ khí sinh học. Có điều đáng chú ý là dự ngôn của Denon cũng có lúc không chuẩn. Ví dụ anh ấy từng nói rằng trước khi kết thúc thế kỷ 20, Mỹ sẽ bị hủy diệt bởi một trận đại động đất, những kiến trúc trong thành phố sẽ sụp đổ trong chớp mắt, nước biển sẽ chảy ngược. Nhưng thực tế lại cho thấy Mỹ không những không xảy ra đại động đất mà cũng không diệt vong. Liên quan đến những dự ngôn không chuẩn, Denon cũng từng nhắc đến trong sách của mình rằng năm đó khi 13 vị quang linh triển hiện những cảnh tượng này cho anh ấy, cũng từng nói với anh ấy rằng cho anh nhìn thấy là vì hy vọng nhân loại có cơ hội có thể tránh những sự việc này diễn ra. Hóa ra, theo cách nói của các linh thể ánh sáng, con người là có năng lực thay đổi tương lai, mà năng lực này cần trước tiên phải hiểu về chính bản thân mình, hiểu được thế nào là tình yêu, mà ý nghĩa đích thực của tình yêu chính là đừng mang những điều mình ghét làm cho người khác. Cũng tức là đừng đem những thứ xấu đổ cho người khác còn nhận phần tốt về mình. Hãy đứng trên góc độ của người khác khi nghĩ, khi làm các việc. Chỉ cần mọi người hiểu được chân lý của tình yêu, vậy thì những dự ngôn chưa xảy ra có thể mãi mãi sẽ không xảy ra nữa. Liên quan đến vấn đề này, người phụ nữ đầu tiên phát hiện ra liệu pháp chữa bệnh bằng thôi miên hồi quy về tiền kiếp, chuyên gia thôi miên hồi quy trị liệu, tác giả sách Doris Cannon, sau một trải nghiệm diệu kỳ là cuộc đối thoại xuyên thời gian trực tiếp giữa bà ở thế kỷ 20 với Nostradamus, nhà tiên tri nổi tiếng người Pháp ở thế kỷ 16. Trong cuộc đối thoại đó, Nostradamus đã nói với bà rằng do sự phát triển của tiếng Pháp, các bản dịch thời hiện đại đã góp phần diễn giải sai rất nhiều ý nghĩa thực sự trong lời dự ngôn của ông. Ý định của Nostradamus là sửa lại những giải thích sai lầm này bằng cách đưa ra ý nghĩa thực sự về những tiên tri của mình tới Doris để công bố ra thế giới. Ông muốn cảnh báo để chúng ta hiểu rằng chúng ta là những người tạo nên tương lai của chính mình. Nếu chúng ta lựa chọn một con đường khác là có thể tránh được những viễn cảnh tồi tệ nhất mà ông đã thấy trước được. Một trong những thông điệp mạnh mẽ và đáng sợ nhất của ông là nếu tôi nói với bạn những điều tồi tệ nhất mà tâm trí bạn có thể tưởng tượng được, liệu bạn có thể làm bất kể điều gì để thay đổi nó không? Nostradamus nói rất chi tiết về cách trí óc của chúng ta suy nghĩ và tạo ra thực tại mà chúng ta sẽ trải nghiệm là như thế nào. Và đây cũng là cội nguồn sự ra đời của ba cuốn sách Đối thoại với Nostradamus của bà Doris. Qua đây, chúng ta cũng thấy được điểm khá trùng hợp với những gì mà 13 vị quang linh truyền đạt cho Denon. Rất có thể do lựa chọn của chính nhân loại trên trái đất đã ảnh hưởng đến những dự ngôn đã đưa ra, chứ không phải là dự ngôn đó không còn chuẩn nữa. Còn bạn thì nghĩ thế nào về vấn đề này? Bạn có tin rằng con người có thể thay đổi được tương lai? Và nếu có thể thay đổi được để tránh những dự ngôn xấu xảy ra, thì điểm mấu chốt là con người phải làm gì đây? Hoan nghênh các bạn chia sẻ suy nghĩ của mình ở phần bình luận phía bên dưới video nhé. Và phần chia sẻ của chúng ta ngày hôm nay tạm dừng tại đây thôi. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.